Kính chào quý vị và các bạn. Cả một tuần nay, rất nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá nục và nhiều loại hải sản khác như là cá chim, mực và ghẹ. Thời điểm này được mùa là do thời tiết biển thuận lợi nên có nhiều luồng cá di chuyển giúp ngư dân dễ phát hiện và đánh bắt. Dự báo trong chiều và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi, ra đến ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, gió vừa phải không quá cấp 5, sóng cũng không quá cao từ 0,50m đến 2m. Tuy nhiên bà con lưu ý là trời vẫn có mưa rông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Khi đánh bắt trên biển thì bà con cần chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn. Mưa rông, lốc xoáy và gió giật mạnh ở mức cấp 7 cấp 8 cũng được đưa ra cho vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang. Gió ở đây thì khoảng cấp 4 đến cấp 5, độ cao sóng là từ 1 đến 2,50 m. Tàu thuyền hoạt động quanh huyện đảo Trường Sa chiều và đêm nay cũng dễ bắt gặp mưa rông tiềm bẩn về lốc xoáy và gió giật mạnh. Di chuyển tàu thì bà con cần chú ý để tránh đâm va do tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn từ 4 đến khoảng 10 km trong mưa. Trên đất liền, khu vực Bắc Miền Trung đang trong đợt mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Dự báo từ nay đến ngày 25 tháng 9 thì khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa là từ 200 đến 350 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực Thừa Thiên Huế thì có mưa vừa mưa to, có nơi mưa trên 150 mm. Mưa trút xuống liên tục với cường độ lớn, khiến cho từ nay đến ngày 25 tháng 9, trên các sông ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ xuất hiện lũ. Đỉnh lũ thượng lưu sông Mã, các sông nhỏ ở Thanh Hóa, sông ngàn sâu ngàn phố ở Hà Tĩnh sẽ lên từ báo động 1 đến trên báo động 1. Sông cả các sông ở Quảng Bình và Quảng Trị thì lên mức từ báo động 1 đến báo động 2 cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo